Hôm nay, những người lãnh đạo công ty Than Khe Chàm đến chúc mừng tân gia Nguyễn Minh Vĩ, một thợ lò của công trường khai thác 3, vừa xây xong ngôi nhà mới. Tấm biển chào mừng sự kiện này được căng lên trong niềm vui của cả chủ nhà và khách. Với anh Vĩ, đó là niềm hạnh phúc được an cư lạc nghiệp sau nhiều năm sinh sống tạm bợ trong căn nhà cũ xuống cấp. Còn với những người lãnh đạo công ty, mỗi ngôi nhà mới được xây cho công nhân là thêm một niềm vui và sự an tâm về đời sống của người lao động. Nhà mới của thợ lò Nguyễn Minh Vĩ mang tên Mái ấm Khe Chàm, một chương trình chăm lo nhà ở đặc biệt và rất nhân văn của công ty Than Khe Chàm, được triển khai từ năm 2018 đến nay. Kinh phí hỗ trợ cho một ngôi nhà xây mới theo chương trình này là 150 triệu đồng, trích từ nguồn quỹ xã hội của công ty dành cho những công nhân khó khăn về nhà ở và có thành tích xuất sắc trong công tác. Đây cũng là mức cao nhất trong số các chương trình hỗ trợ về nhà ở của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam và là cách làm riêng của Than Khe Chàm về công tác chăm lo nhà ở cho người lao động. Được cái ngôi nhà nó khang trang, gọi sạch sẽ và nói chung là niềm mơ ước bấy lâu nay tôi đã được thực hiện. Và cũng qua đây thì tôi cũng rất là biết ơn và cảm ơn lãnh đạo công ty đã có một cái chương trình gọi là về hỗ trợ cho công nhân được như thế. Tôi cũng mong là công ty là cũng có nhiều cái chương trình hơn để các anh em có hoàn cảnh như tôi sẽ được đạt được cái niềm mơ ước, để gọi niềm lấy mơ ước để về đi làm, về mưa gió bão buồn không phải lo về việc cho gia đình, để yên tâm công tác. Và cũng là mong muốn làm sao là mình cái đời sống mình được nâng lên thì có nhiều sức khỏe để phục vụ cho công ty được dài lâu về sau này. Không chỉ nhận được 150 triệu đồng tiền xây nhà, những công nhân này còn được công ty hỗ trợ thiết kế kiến trúc nhà ở phù hợp với văn hóa tập quán địa phương và tham gia giám sát quá trình thi công. Với cách làm như vậy, từ năm 2018 đến nay, chương trình Mái ấm Khe Chàm đã xây mới được 7 ngôi nhà khang trang kiên cố cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở của công ty. Khe Chàm là mỏ than hầm lò nằm ở vị trí xa nhất của giải than vùng Đông Bắc, điều kiện sản xuất gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến việc tuyển dụng thợ lò của đơn vị này những năm trước đây liên tục gặp khó. Việc quan tâm chăm lo về nhà ở cho công nhân lao động đã giúp đơn vị giữ chân thợ lò hiệu quả hơn và từng bước giải quyết những khó khăn trong công tác tuyển dụng nguồn nhân lực hầm lò. Công ty đang có 3 cái chương trình để xây nhà. Đấy là một cái chương trình là chương trình xây nhà, hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn. Mỗi năm từ 4 đến 5 gia đình, đến 6 gia đình. Đấy, còn là theo cái xây nhà cho những cái gia đình chính sách, mỗi năm từ 3 đến 4 gia đình. Và đặc biệt thì là cái công ty quan tâm ấy, là đến cái chương trình mái ấm Khe Chàm. Dự kiến trong năm 2022 thì là riêng cái nhà mái ấm Khe Chàm ấy, thì là công ty cũng đang ra lên kế hoạch xây dựng 3 nhà cho 3 gia đình trong cái năm 2022. Hiện nay các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đang duy trì từ 2 đến 3 chương trình hỗ trợ xây mới nhà ở cho công nhân lao động. Kinh phí hỗ trợ cho mỗi ngôi nhà từ 60 đến 150 triệu đồng, được trích từ các nguồn quỹ đóng góp của cán bộ, công nhân, lao động trong toàn tập đoàn. Những chương trình xây nhà này đã thật sự trở thành điểm tựa cho công nhân thợ mỏ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, giúp họ an cư lạc nghiệp. Ngoài ra, TKV và các đơn vị cũng dành nguồn kinh phí cho các hoạt động hỗ trợ công nhân sửa chữa nhà ở hàng năm. Ngoài những công nhân đang ở tập thể của công ty tập trung hiện nay thì các cái công nhân đang ở ngoài thì là hiện nay là công ty cũng rất quan tâm. Từ năm 2018 đến nay thì là có 14 công nhân được hỗ trợ theo nguồn kinh phí mái ấm công đoàn là 14 công nhân, và 2 công nhân được hỗ trợ về gia đình chính sách với giá trị tổng giá trị là 1 tỷ đồng.
Trong năm 2022 thì công ty cũng đã khảo sát thì là về nhu cầu về xây mới là 10 người và nhu cầu về sửa là 20 người. Thì hiện nay thì công ty cũng đang phối hợp cùng với tổ chức công đoàn thì đang rà soát chuẩn bị hồ sơ để đề nghị công đoàn tập đoàn là hỗ trợ để có nguồn kinh phí để sửa chữa theo cái nhu cầu từ 8 đến 10 thì công nhân trong năm 2022. Còn đây là không gian sống của những thợ lò độc thân ở công ty Than Hòn Gai TKV. Những gian phòng tập thể rộng chừng 40m² này, những người thợ lò được trang bị đầy đủ tiện nghi cần thiết cho một cuộc sống hiện đại. Từ tivi, điều hòa, bình nóng lạnh, wifi đến máy giặt đời mới. Phòng rèn luyện thể chất nằm ngay trong khu nhà, được trang bị đầy đủ dụng cụ và thiết bị hiện đại, phục vụ các hoạt động tái tạo sức khỏe cho thợ lò. Sân bóng đá cỏ nhân tạo, sân bóng chuyền, cầu lông cũng được bố trí trong khuôn viên khu tập thể, phục vụ mọi sở thích thể thao của thợ lò công ty. Đó là chưa kể đến những tiện ích khác mà khu tập thể này đáp ứng cho nhu cầu sống tiện nghi của người lao động như nhà ăn, thư viện. Tôi ở tập thể thì cũng đã lâu rồi, trước kia thì ở tập thể cũ và bây giờ thì cũng là chuyển ra cái khu chung cư mới này, nhưng mà thấy điều kiện là ăn ở cho anh em công nhân rất là tốt, chú đáo. Đấy, là nói chung là thuận tiện mọi cái, kể cả từ phương tiện là đưa đón anh em đi làm rồi đưa về, rồi nhà ăn, nhà ở, rồi là chỗ ở sinh hoạt là rất là thuận tiện và tiện nghi đầy đủ. Với cái điều kiện như thế này là gần như là nguyện vọng không phải của tôi mà của tất cả anh em, nói với cô là cũng đều muốn là gắn bó với công ty lâu dài. Bởi vì thực ra ở đâu cũng thế thôi, an cư mới lập nghiệp, ăn ở đầy đủ điều kiện đảm bảo sức khỏe thì mới phấn đấu lâu dài cho công ty được. Đến thời điểm này thì công ty chúng tôi có 2 khu tập thể, một khu dốc cầu với 100 phòng ở, trong đó anh em sử dụng được 300 người. Còn ngoài ra chúng tôi đầu tư ngoài này 2 cái khu A và khu B với tổng mức đầu tư khoảng 130 tỷ với 160 căn mới phòng ở. Trong đó là anh em ở được khoảng 650 người. Đấy, với trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, cái điều kiện ăn ở của người lao động chúng tôi cơ bản được lãnh đạo tập đoàn và các đơn vị đánh giá là tương đối tốt. Và chúng tôi khảo sát thấy là riêng chỗ ở cho độc thân thì cơ bản đáp ứng được. Hiện tại giờ chúng tôi đáp ứng khoảng độ 1.000 người độc thân đang ở trong công ty. Đầu tư cải thiện nhà ở tập thể cho công nhân ngành than theo hướng khang trang hiện đại là chủ trương lớn của TKV nhiều năm qua. Đến nay, các đơn vị khối hầm lò đã xây dựng 33 khu tập thể dành cho công nhân độc thân và công nhân ngoại tỉnh. Các khu chung cư tập thể đều được xây dựng quy mô, công suất lớn, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, đáp ứng trên 60% nhu cầu về nhà ở cho thợ mỏ. Chăm lo cải thiện điều kiện nhà ở cho người lao động, thợ mỏ không chỉ là việc riêng của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam. Từ lâu, tỉnh Quảng Ninh đã xác định việc phát triển nhà ở cho công nhân ngành than là nhiệm vụ quan trọng cần giải quyết trong phát triển kinh tế xã hội, thực hiện an sinh xã hội của tỉnh. Ngành than hiện có gần 90.000 công nhân lao động, chủ yếu là ở Quảng Ninh. 10 năm qua, TKV và các đơn vị thành viên đã đầu tư khoảng 30 dự án nhà ở tập thể với hơn 2.700 căn hộ, đáp ứng nhu cầu của gần 8.000 công nhân lao động. Điều này đã giúp người lao động được cải thiện rất nhiều về chỗ ở. Tuy nhiên, đa số vẫn là căn hộ cho thợ mỏ độc thân, chưa có các khu nhà chung cư cho các hộ gia đình, nên còn rất nhiều gia đình thợ lò phải đi thuê nhà ở với điều kiện sống rất thấp, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống, làm giảm chất lượng lao động. Để thu hút người lao động an cư lạc nghiệp ở Quảng Ninh, giải pháp nhà ở cho các hộ gia đình đang là phương pháp tốt nhất. Trước thực trạng trên, TKV đã nghiên cứu đầu tư xây dựng làng công nhân mỏ giai đoạn 2019-2030. Lãnh đạo TKV khẳng định xây dựng làng công nhân mỏ là hết sức cần thiết nhằm giải quyết kịp thời về nhà ở cho hộ thợ lò, tạo điều kiện cho thợ lò công tác lâu dài, thu hút được lực lượng lao động cần thiết,
đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của tập đoàn, nhất là trong điều kiện sản xuất và huy động lực lượng của ngành than đang ngày càng khó khăn. Tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, vấn đề thiếu nhà ở cho công nhân người lao động được các đại biểu đề cập. Tỉnh Quảng Ninh cũng đã sớm nhận diện những khó khăn này và đang hoàn thiện đề án phát triển nhà ở cho công nhân ngành than. Trên tinh thần tiếp thu ý kiến tham gia rộng rãi của các cấp ngành địa phương, doanh nghiệp có kinh nghiệm đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, chung cư thợ mỏ, để mục tiêu dân sinh này có hiệu quả thiết thực. Vừa qua theo cái công văn của tỉnh về cái đăng ký mua nhà hộ gia đình theo cái công văn của tỉnh, chúng tôi khảo sát thì có khoảng độ trên 300 hộ gia đình có nhu cầu đăng ký mua cái nhà ở này. Thì cũng rất là mong trong thời gian tới cái chương trình này được triển khai để cho cán bộ công viên chúng tôi có những gian nhà tập thể và có những khu căn hộ gia đình ở để an cư lập nghiệp, để cùng với công ty, cùng với lãnh đạo, cùng với tập đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam để an cư lập nghiệp, để phát triển tập đoàn và tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới. Khai thác mỏ là ngành đặc thù, được xếp vào hạng nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm. Chính vì vậy, người lao động trong ngành này, nhất là những thợ lò, cũng được nhìn nhận là đối tượng đặc thù và được hưởng những chế độ mà không phải ngành nghề nào cũng có. Hàng năm, trong những giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh, TKV luôn quan tâm nâng cấp các chỉ tiêu về thu nhập, đời sống, tinh thần, việc ăn ở, đi lại cho người lao động ngành than. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến những kế hoạch chăm lo nhà ở cho thợ mỏ. Có thể thấy ngành than đã dành nhiều sự quan tâm chăm lo đến thợ mỏ. Không chỉ là câu chuyện về nơi ăn chốn ở, TKV và các đơn vị ngành than đang ngày càng làm tốt hơn công tác chăm lo đời sống mọi mặt cho lao động, nhất là đội ngũ thợ lò. Hy vọng rằng thời gian tới đây, với sự quyết tâm của ngành than, quan tâm của tỉnh, những cơ chế chính sách về xây nhà ở gia đình cho công nhân lao động ngành than sẽ được chính phủ xem xét tháo gỡ. Qua đó tạo điều kiện để thợ lò an cư lạc nghiệp, đồng thời giúp ngành than giải được bài toán khó về thu hút và giữ chân lao động hầm lò.